Hello mọi người, xin chào mọi người. Chào đón mọi người quay lại với kênh của Các Công. Đã lâu lắm rồi mọi người nhỉ. Trong video lần này, Các Công sẽ dẫn các bạn đi ăn một quán khá là ngon của thành phố Vũng Tàu. Quán này là gì? Bún riêu tôm số 95. Bún riêu tôm số 95 Hoàng Hoa Thám. Nào mời mọi người nhé. Đã ra rồi các anh em ạ. Ủa, con tôm rất to luôn. Mọi người cùng xem Thất Công, Thất Công nuốt nhá. Nuốt với Thất Công. Rồi nuốt nha mọi người, nuốt thôi. Ui ngon quá. Phải cho tí giá các bạn ạ. Rồi. Tí rau muống. Rau muống trẻ. Mắm tôm ăn Thất Công. Thôi không dám mắm tôm. Bụng yếu. Tôi bỏ vô rồi, không sao đâu. Các Công bụng yếu không dám chơi mắm tôm mọi người thông cảm. Vắt tí chanh. Đắng cay chua ngọt mặn bùi ta phải nếm hết chứ. Có cái gì chấm này. Xé cái mắm ra để chấm này. Đó. Nhớ có bát con nhỉ. Bát bóng hả? Thôi được rồi đéo cần. Nuốt luôn. Miếng mực khá to các anh em ạ. Con dạ. Mực này là mực ngang. Mực gì? Mực ngang. Mực ngang à? Nhưng mà có nhìn thấy cái tô bún không? Dạ, thấy chứ. Đẳng cấp. Nhìn thấy cái tô bún là được rồi. Huyết ngon lắm các bạn ạ. Huyết ngon lắm. Huyết này ngọt. Lạ lắm, thơm. Huyết này ngọt thơm. Có ngọt là cho lòng tiếp canh không? Cho lòng tiếp canh đấy là ngọt. Cho lòng tiếp canh huyết thầu như bình thường luôn. Xin lỗi mọi người đã đéo nhá. Nhưng mà quen rồi. Riêu đây, riêu thật hay là riêu thịt đây? Ngon em ạ, riêu ngon. Quên mất nãy giờ chưa thử cái quan trọng nhất, thử nước riêu, nước lèo. À, ngon. Thơm mùi hải sản lắm, ngọt tươi. Nếu mà là biết là chúng ta đang ở biển. Hợp lý. Ông bạn của tôi dẫn con này rất hợp lý. Có lời khen mời, nhẹ nhàng. Không có tôm to bằng cũng nhẹ. Vâng, thưa các bạn, đây là một miếng đậu phộng chiên. Đậu hũ chiên. Nóng quá, Các Công này không ăn nóng được. Từ từ em để cho nguội đã. Ngon. Lại tiếp tục một miếng mực. Tiếp tục cái bấm vào nút ấy, bấm vào nút kệ đi, bấm nút bỏ qua đi. Cho nó quay tiếp. Lại một miếng mực nữa anh em ạ. Quay được 3 phút rồi ông mà quay một cái sao mà nhìn chung thế. Ba phút mà 4K nãy giờ tụt nguồn mẹ rồi. Coi thường. Dại rất là một mấy mực nữa. Anh em đếm cho mình xem mình ăn mấy miếng mực nữa nha. Chăm mà đêm được. Lại một miếng riêu nữa. Khá là hợp lý các anh em ạ. Các anh em đến Vũng Tàu nhớ ghé thử. Khá hợp lý. Giá là 65k một tô. 65k một tô. Đó có thể là một điểm yếu.
nhưng mà cũng có thể là một điểm bình thường với người này và người kia. Đúng cái canh lợi của nó. Hả? Với tôi là bình thường. Chúng ta mấy khi đến Vũng Tàu đâu? Hả? Chúng ta để đi du lịch để relax mà, ráng ráng tí cũng được. Đó. Rồi là ngày nào ăn đâu mà. Nhưng mà trước cầm luôn, giá đeo con đi tốt mà ăn được gà lắm rồi đó. Cá đẹp con đi tôi có ra đúng không? Ừ, cá ảo lắm. Bác không phỏng vấn bọn em bác. Nè. Bác không phỏng vấn bọn em ạ. Em là đéo thì em là chủ quán à? Nhưng mà mọi người bảo bác không phải đéo rồi. Bác cơ công mất dạy rồi. Ồ, nhưng mà như mình là cũng không thích một điều là mình đéo ăn nóng được và tô này nóng quá. Các con sẽ nuốt con tôm to đấy các bạn. Xem. Nuốt nha, nhai nha. Đẹp nhá. Úi giời ơi. Nuốt đây là không phải là như rằng vừa nãy nói đâu. Nuốt là quá ngon nên người ta phải dùng từ nuốt. Ngọt. Ngọt lắm mọi người ạ. Ngọt lắm. Cảm thấy rất là ngon. Nhà mất nước. Cô quán nó nhìn kẻ lắm. Cô bật cho cái ly này. Để mua một cái ly thằng mấy thằng đó. Cái đấy có nước cam á. Ừ. Phải không nhau? Có. Trời ơi, tôi nhớ thôi, đại tiên rồi, đại hai đây. Thôi uống cà phê đi. Đi nào, lên hai len cà phê mạnh sao mà review. Hai len đéo gì mà review. Review hai len bưng ra muốn tao. Len nơi nào cũng uống gì giống nhau. Có gì đặc sắc đâu. Thì ông bạn review cho nào giống cho nào. Đúng. Món này đâu phải rất khó đâu. Chết đạp. Đúng không? Nó lắm gì con này. Ba lít nước thôi nha. Tọc hết lâu quá, có máu hộp nữa. Lấy cho cái chai nước ông đàn tọc hết. Phải lên là đặc lắm bỏ hả? Chưa lái đọc bởi. Đặc lắm tọc thì rất bạc hả? Phải lên là đặc lắm có mà. Đúng rồi. Có, có bọc nhau thôi, có biết nhau thôi. Như là chỗ sân bay có mà. Không, không có, không có, không có, không có. Nãy mình ăn cái món đậu hũ này mà bị bỏng này các bạn. Rồi mã làm đặc sủi tươi. Ừ, nó dữ. Cá bồi của mẹ. Cá bù một nắng, cá nhồng một nắng, mực một nắng côn đảo. Đấy, đấy là danh sách các thứ ở quán này bán nha các bạn. Có đâu. Bánh canh tôm này, bún riêu tôm này, hủ tiếu mực này, rau câu này, rau câu mà rau câu nhá. Đấy là những món mà bạn mình vừa kể là của quán đấy. Cá bù một nắng. Chả tôm, chả mực. Thôi, tô bún này gần hết rồi. Tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Đây là các món của quán các bạn. Đó mọi người, đây là cái view của cái quán.